chào các bạn đã quay trở lại với lại gia đình nhỏ. Các bạn ơi, hôm nay mình đi cho thiết á, mình thấy khô mực nhỏ nhỏ vậy nè, mỏng mỏng mà khô mới ngon quá. Mà cháu nội Bin của mình 6 tuổi chứ ổng biết ăn cái này, ổng thích lắm. Bữa mình mua khô cá thiều á, ngon lắm á, mà ổng nói là Bin chỉ thích khô mực thôi. Thành ra hôm nay mình gặp mực này ngon á, mình mua để cho cháu nội Bin mình nướng xé xé nhỏ nhỏ cho cháu nó ăn, nó thích vậy đó. Rồi ở đây mình cũng có mua được ký mấy cua rồi các bạn. Cua cột sợi dây quá trời luôn. Nhưng mà có mấy con cua này mình lựa đẹp quá. Nó càng que gì nó đầy đủ hết trơn á. Cái càng nè. Mà con này cũng chắc à, tại vì cái vỏ của nó mình thấy nó đục lên nè là chắc nè. Với lại con này là cua đực. Con này cũng cua đực luôn. Ha. Càng to dễ sợ luôn, cua đực càng to. Con này hơi nhỏ một chút. Sợi dây nào sợi dây ba đó cha ba. Ồ, con cua này cái càng bự quá, con cua mái là cái uống cái yếm của nó vuông vuông ha. Mà con cua này ví dụ như mình bây giờ mình chưa có ăn, mình muốn để mai ăn, để gì cũng được nữa, cho miếng nước vậy được rồi. Nhưng mà mình lấy cái gỗ lưới vậy, mình chùm lên đó các bạn, để cho cái mấy con cua hống được cắn vô trong hai mắt của con cua. Nếu mà con cua mà nó bị cắn vô trong hai con mắt của nó là con cua nó sẽ bị chết đó các bạn. Thành ra mình muốn để cua được lâu thì mình lấy cái đồ lưới gì mình chùm lại vậy đó, cho con cua nó vừa thở được mà nó không có bị bồ hống vô cắn mắt nó. Bây giờ mình đi làm chuyện các bạn ơi, chúc cháu nội Bin mình về mình sẽ luộc cho cháu nó ăn. Các bạn ơi, hôm qua mình mua 4 con cua với chợ thiết đó, mình nói để cho cháu nội mình xuất viện, cháu nội mình nằm viện để truyền máu đó, về cho cháu bồi dưỡng, mà cuối cuộc tới bữa nay cháu về, ngày hôm qua nó bị chết hết con rồi các bạn ơi. Giờ còn 3 con, với lại mình ở trong tủ lạnh mình còn một ít tôm vậy nè, mình đem ra mình luộc luôn. Giờ mình làm cua, mình rửa cua đó, mình rửa cua để giờ mình rửa cua để chuẩn bị hấp cua đó cho cháu mình bồi dưỡng ha. Giờ mình làm các bạn ơi, để trước tiên cắt mấy cái que này đi, để lấy cây kéo, lấy kéo cắt mấy cái que cho nó bớt nóng. Cua sắp chín rồi các bạn ơi, giờ mình chở cái con cua đi ha, mình lật nó một cua qua vậy nè cho nó chín đều hai mặt ha. Cái nước luộc cua này nè các bạn, nếu mà các bạn thích thì có thể nấu mì gói ăn cũng ngon, hoặc là bỏ trái bí rồi vô nó canh cũng được. Rồi cua nó cũng sắp chín một mặt rồi đó các bạn. Bây giờ mình có một ít tôm đây nè, mình bỏ vô sau đi, tại tôm nó nhanh chín đó, thành ra mình bỏ cái tôm nó vô sau đi ha. Nay cháu nội mình á, bị ngày hôm qua mình tưởng là xuất viện ngày hôm qua, cuối cuộc tới bữa nay cháu đi truyền máu định kỳ đó, cháu bị thiếu máu bẩm sinh đó, thành ra bồi dưỡng tối đa mà cũng thành ra cháu nó về đó, hôm nay nó về cho nó vui vui một chút. Rồi cua chờ chút xíu nữa, mình tôm nó chín mình vớt ra trước nha, cua rồi mình vớt ra sau, tại vì tôm nó nhanh chín lắm. Giờ mình đậy lên chút. Cua chín đỏ đẹp quá các bạn ơi, mà thơm quá chừng luôn cái nước cua ha. Giờ để mình vớt ra cái dĩa rồi mình chia sẻ với các bạn xem cho vui ha. Mình đã luộc cua xong rồi các bạn ơi. Thật ra cháu nội mình ăn chắc chừng con cua thôi các bạn ơi, do mình muốn ké mình làm nhiều chút vậy thôi. Bin ơi, ra đây chơi bà nội không con? Ra đây bà nội đút ăn cua nè. Cháu mình nó mới vừa xuất viện á, cháu vô máu đó các bạn, truyền máu đó, cháu cuối tuần cháu được hoài đó, cháu đang nằm nghỉ. Con cua này mình luộc á, khi mình luộc á mình để con cua á, mình để vô cái lúc mà nước đừng có nóng thì mình luộc con cua nó chín dần dần, chứ nếu mà mình bỏ con lúc mà mình để nước nóng mà mình bỏ con cua vô á thì phản ứng mấy cái càng này cua sẽ gãy hết các bạn ơi, sẽ hết đẹp, mà mình thí dụ có đem đi cúng cũng không có đẹp nữa ha. Mình luộc để nguyên gì là nó ngó nó đẹp ha. Ha. Cua này biết chắc hồn dây tháo ra quá trời dây luôn. Các bạn ơi, thôi mình chia sẻ đến đây là cái video này mình xin kết thúc đó các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những lần sau các bạn ơi. Chào tạm biệt.